xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Đầu xuân năm Kỷ Hợi thì cũng xin chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Và đây cũng là một video đầu tiên về giới thiệu xe tại kênh Bốn Bánh Auto. Thì đây là một chiếc xe mới về sáng ngày hôm nay, một chiếc bán tải Forerunner sản xuất năm 2003, một chiếc xe biển Hà Nội. Thì đối với dòng xe bán tải này thì rất thông dụng trên thị trường hiện nay và được lựa chọn rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì đối với dòng bán tải hoặc là những xe chở hàng hoặc xe khách trên 9 chỗ ngồi có niên hạn 25 năm. Nhưng tuy nhiên thì đối với số tiền bỏ ra của một chiếc xe này là khoảng 185 triệu đồng mà hiện tại còn sử dụng được khoảng 9-10 năm nữa thì cũng hoàn toàn là xứng đáng để phục vụ cho công việc và nhu cầu là gia đình của mình. Thì đây là một chiếc xe đời 2003 thì hiện tại còn sử dụng được 9 năm và giá còn khoảng 185 triệu đồng. Thì đối với trong vòng 9 năm mà số tiền đấy hoàn toàn chúng ta có thể là phục vụ cho mục đích cũng như là nhu cầu của công việc khá là thoải mái và yên tâm. Một chiếc xe biển Hà Nội thì đối với dòng xe biển Hà Nội này thì khi mà khu vực ngoài Bắc sở hữu chiếc xe này thì hoàn toàn là không cần phải sang tên đổi biển, chỉ cần công chứng ủy quyền là chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đó. Và chiếc xe này hiện tại thì lắp thùng cao và để được rất nhiều đồ, chở được cũng khá nhiều hàng. Và đối với những chiếc xe đời mà từ 2003-2004 thì thân vỏ thì không được đẹp cho lắm, nhưng tuy nhiên thì chiếc xe này nhìn cũng khá là ổn, hoàn toàn là không bị lỗi thời cũng như là hoàn toàn chúng ta có thể là đi chơi và chở hàng thoải mái. Nó đây lắp thùng cao này, đó là răng đúc, turbo, máy dầu, lót thùng đầy đủ và nội thất đây như quý vị các bạn. Một chiếc xe thì vừa mới về sáng ngày hôm nay luôn, một chiếc xe mà đầu xuân tại salon là nhập về đó. Đây, nội thất ghế da này và toàn bộ nỉ táp ly đều nguyên bản. Một chiếc bán tải thì đối với dòng bán tải này thì gầm rất là cao, đặc biệt là chiếc xe hai cầu thì chúng ta yên tâm để chạy mọi cung đường và cũng yên tâm về nhiên liệu tiêu hao. Đó, thì đối với dòng bán tải XLT này nếu mà bản 2018-19 bây giờ thì giá là cao 8-9 triệu, nếu bản nguyên trách là bản cao nhất hơn 1 tỷ. Thì tuy nhiên thì đối với đời 2003 thì giá chỉ khoảng 185 triệu là quý vị các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm cũng như là sở hữu chiếc xe này để phục vụ cho nhu cầu chở hàng hoặc là nhu cầu đi lại gia đình, hoàn toàn chúng ta vẫn có thể đi chơi và đặc biệt là nghiêng về nhu cầu công việc nhiều hơn. Đó, đối với những chiếc xe mà đời sâu thì hoàn toàn chạy dòng xe này thì khá là yên tâm. Đó, bản đủ và gương điện, kính điện, đó, điều hòa tốt. Đây, cần số chuyển cầu này đó. Và chiếc xe chạy khoảng 30 vạn rồi. Đây, vô lăng đây. Thì đối với chiếc xe Ranger này thì hiện tại với đời 2003 thì chưa có bóng khí đó. Nhưng quý vị các bạn đang thấy thì hiện tại tôi đang quay thì hoàn toàn là nội thất cũng khá là cứng xe. Đây, như chúng ta nhìn qua thì rất là cứng. Và hoàn toàn là nếu quý vị nào mà có nhu cầu thì hãy đến tận salon để test xe, chạy thử. Đó, một dòng xe Ford này thì hiện tại đối với dòng bán tải thì Ford khá nhiều trên thị trường. Đó, bản đủ, bản thiếu, bản nguyên trách, số tự động và một cầu, hai cầu, XLS, XLT rất là nhiều. Thì đầu xuân năm mới ra thì để cho một năm mà công việc thuận lợi và cũng như là số tiền bỏ ra xứng đáng thì hoàn toàn quý vị các bạn chở hàng, những hàng nhẹ như là buôn bán nhỏ thì hoàn toàn là yên tâm sử dụng chiếc xe này, thì chở hàng khá tốt, thùng rất là rộng và lắp thùng cao thì che mưa che nắng được. Một chiếc xe số sàn hai cầu và đặc biệt là những ví dụ như vào những vùng khó đi thì hoàn toàn là chạy chiếc xe này rất ổn định, gầm cao, gầm tốt, lốp nhíp cũng khá là đẹp và la răng đúc và hai cầu. Đó, máy dầu thì hoàn toàn là nhiên liệu sẽ là tiêu hao khá ổn định. Đó, một chiếc xe mà hiện tại salon đang đánh giá là khá là đẹp. Gương điện, kính điện, ghế da đây, hoàn toàn là nội thất như chúng ta nhìn khá đẹp đây. Đó, hoàn toàn ghế rất là đẹp. Ngồi trong những chiếc xe như thế này thì đây, gầm cao này, đặc biệt là lái những chiếc xe này rất là thích.
những chiếc xe con mà sedan mà đời 2003-2004 thì hiện tại ngồi rất là thấp. Đó, tuy nhiên thì ngồi chiếc xe này rất là cao luôn, rất thoáng. Đó. Thì cũng trong thời gian cuối năm ngoái cũng rất nhiều người hỏi về dòng xe này, khoảng bán tải khoảng hơn 100 triệu đến 200 triệu. Thì hiện tại đây đang có một chiếc mới về 2003 185 triệu. Và hiện tại thì giá báo là 185. Quý vị các bạn thì vẫn có thể là ra lộc. Và đặc biệt là chiếc xe biển Hà Nội thì chúng ta không phải sang tên đổi biển. Cứ để biển Hà Nội chạy là khá thoải mái và yên tâm. Ngày hôm nay thì tôi đã quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải đời 2003, một chiếc xe số sàn 2 cầu giá khoảng 185 triệu đồng. Thì cũng là video đầu tiên của năm mới về giới thiệu xe. Thì cũng mong quý khách là lựa chọn cho mình một chiếc xe đúng với mục đích mà mình đang nhu cầu sử dụng, và tầm giá thì hoàn toàn là yên tâm. Ai có nhu cầu về chiếc xe này thì alo ngay số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Và sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Và cuối video thì cũng xin chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới, năm Kỷ Hợi là gặp nhiều may mắn và gia đình là an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.